Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng là tại sao mà chúng ta nên phải lựa chọn một cái chiếc quạt lưu thông không khí tuần hoàn thay cho một cái chiếc quạt truyền thống không? Mình sẽ nói với các bạn về ba cái tính năng nổi bật trước tiên của nó nha. Với một cái chiếc quạt lưu thông không khí thì nó sẽ giúp cho không khí trong gia đình bạn nó luôn luôn thông thoáng, đặc biệt là trong những căn phòng mà có máy lạnh á, thì nó sẽ giúp được cái khả năng tiêu tốn điện năng cũng như đảm bảo được cái không khí trong căn phòng của mình nó luôn luôn dễ chịu và thoải mái nhất. Và cái thứ ba nữa là với những cái chiếc quạt tuần hoàn không khí thì nó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng là có vi khuẩn hoặc là bụi bẩn ở trong căn phòng của gia đình mình. Và với video này thì mình cũng sẽ đề xuất và giới thiệu cho các bạn một cái chiếc quạt lưu thông không khí đến từ nhà SmartSpark. Và chiếc quạt lưu thông không khí này thì nó còn có thêm một cái tính năng khá là tiện nữa, đó chính là nó tích hợp thêm cả một cái đèn ngủ. Đèn ngủ của nó thì có nhiệt màu lên đến là 6500K. Và đây là giao diện của cái chiếc quạt tuần hoàn không khí đến từ nhà SmartForce mà mình đang giới thiệu với các bạn. Thoạt nhìn thì các bạn có thể thấy là với cái chiếc quạt không khí này, nó có một cái màu là màu trắng kem, và thiết kế của nó sẽ được gói gọn bởi một cái phần thân như thế này và phần đế. Với cái phần thân thì mọi người có thể gia tăng được chiều cao bằng cách là mình lấy những cái thanh này để có thể thay đổi được chiều cao và kích thước của nó, nên là mình có thể sử dụng nó thành một cái chiếc quạt xoay ở trong phòng khách hay có thể đặt ở vị trí dưới chân của chiếc giường của mình cũng được. Về đánh giá về giao diện của nó thì mình thấy là màu sắc của nó cũng được, không quá nổi bật nhưng mà cũng bắt mắt với cái màu sắc như thế này. Nhưng mà duy chỉ có một cái điều mà mình cảm thấy là với những cái màu sáng như thế này thì sử dụng một thời gian á, thì cái việc mà bám dính bẩn thì nó là điều hiển nhiên thôi. Và cái đặc điểm mà mình không thích với cái chiếc quạt này mà mình cảm thấy là nó làm xấu đi cái tính thẩm mỹ của cái chiếc quạt này, đó chính là cái phần dây điện màu đen nó vô cùng nổi luôn mọi người. Dây điện của nó thì khá dài nên là các bạn có thể cắm ở vị trí xa nguồn điện cũng được mà không sợ là bị hụt dây. Và với cái chiếc quạt tuần hoàn không khí này thì thao tác thủ công thì các bạn có thể bẻ lên được góc 90 độ như thế này. Rồi, và về thao tác thì các bạn sử dụng rất cực kỳ đơn giản, nó sẽ có một cái nút xoay như thế này để mình có thể lựa chọn với các cái cấp độ gió khác nhau. Hiện tại thì mình đang sử dụng ở cấp độ số 1. Tương tự như vậy thì các bạn có thể thay đổi các cấp độ gió số 2 và cấp độ gió thứ 3 bằng cách như thế này. Còn như hồi đầu mình có nói với các bạn là cái chiếc quạt tuần hoàn và lưu thông không khí này á, nó có thể xoay trái và xoay phải với một góc là 60 độ. Để xoay thì các bạn chỉ cần nhấn nó giữ như thế này thôi. Đó. Thì nó sẽ xoay cho mọi người thấy là cái góc nghiêng trái và góc nghiêng phải là 60 độ. Rồi, tương tự như vậy thì với cái mặt ở phía trên để xoay tròn thì các bạn chỉ cần làm thao tác thủ công. Đó, nó có thể xoay tròn đều như thế này. Và đây là một cái chiếc quạt tuần hoàn không khí và có tích hợp luôn cả đèn ngủ. Nếu như mà các bạn sử dụng ở ban đêm thì mình chỉ cần xoay nó vậy. Đó, thì ngay lập tức đèn nó sẽ sáng cho mình. Và với cái chiếc quạt tuần hoàn không khí này thì các bạn có thể sử dụng nguyên cả một ngày mà không sợ bị hao tốn điện năng tiêu thụ. Tại vì điện năng của nó chỉ có 30W mà thôi, cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Và với cái chiếc quạt tuần hoàn không khí này thì các bạn sẽ được trang bị thêm một cái bộ lọc cơ bản nữa để nó có thể giúp hạn chế được cái tình trạng bụi bẩn ở trong căn phòng của mình. Nó không thể nào mà đảm bảo được giống như một cái bộ lọc không khí quá xịn sò, nhưng mà phần nào nó cũng sẽ giúp được lọc được, hạn chế được cái tình trạng bụi bẩn ở trong căn phòng của mình. Và đây là một cái chiếc quạt tuần hoàn không khí đến từ nhà SmartForce được tích hợp luôn cả đèn ngủ cực kỳ thông minh. Nếu như mà các bạn đang tìm kiếm cho mình và thay thế sự lựa chọn bởi một cái chiếc quạt truyền thống thì đây là một trong những cái đề xuất của mình đang giới thiệu với các bạn. Còn về trải nghiệm và muốn tìm hiểu sản phẩm và đến mua trực tiếp thì mình có thể đến với hai cửa hàng của Chiến Tầm Mobile với các địa chỉ là 147 và 149 Nguyễn Tri Phương, và địa chỉ thứ hai là 128 và 130 Hậu Giang, quận 6. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.